Chà, câu hỏi này mới hay nè. Thưa sư phụ, ế có phải là nghiệp không? ế ý nói là sao đi tìm hoài không có ai á. Thôi không sao, để sư phụ tặng cho bài thơ ế. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, phải không? Uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Tại sư phụ ế. Chứ sư phụ cũng tự làm thơ ế an ủi mình chơi. Có chi đắc ế người ơi, ế thì thông thả đi chơi một mình, khỏi thưa khỏi hỏi khỏi trình, uống ăn tự tại một mình chẳng lo. Nói này một chút ha. Thì trong kinh Tăng Chi Bộ á, Đức Phật có nói nếu như mà hai người đó họ thương nhau và họ muốn đời này họ làm vợ chồng mà kiếp sau họ vẫn là vợ chồng nữa đó, thì Đức Phật có chỉ ba cách để có thể tiếp tục làm chồng vợ với nhau. Điều thứ nhất, khi còn đang sống với nhau phải giữ lòng chung thủy, không khởi tâm và quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác. Điều thứ hai, nếu một trong hai người ai chết trước thì trước khi chết phải nói lời phát nguyện. Thí dụ như nói là anh mong rằng kiếp sau mình vẫn còn được gặp nhau để kết thành vợ chồng. Đó là người nào mà chết trước á, trước khi chết nói lời đó. Điều thứ ba, người ở lại thì phải ở độc thân một mình cho hết đời đó, và đồng thời cũng phải có cái tâm ý là muốn gặp lại người đó thì cái duyên vợ chồng kiếp sau của đời này nó mới được kết nối. Trong kinh Phật dạy điều đó, mà nó rất là thực tiễn thôi. Ví dụ như bây giờ á, mình đang sống với người đó mà mình đã khởi tâm người đó, tức là ngang đây là cái tình cảm vợ chồng mình đã đứt rồi. Còn nếu mà người kia mà đi trước mình á, mới có mùng 3, mùng 7 á, hay là mình có ráng lắm mà tới mùng 10 á, thì làm sao tiếp tục được nữa, phải không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ Đức Phật dạy điều đó. Nếu vợ chồng nào muốn tiếp tục, nếu đời này mình sống hạnh phúc với nhau và mình biết rằng mình muốn tiếp tục cái hạnh phúc này nữa, thì phải làm được ba điều đó. Mà thưa đại chúng, đời này làm vợ chồng mà hạnh phúc, không có khổ đau, không gây gổ, hay là có đi nữa hờn giận nói chút ít chứ không có gì hận thù quá đáng đó, là mình biết rằng đời đó trước hai vợ người này cũng đã có thiện duyên rồi đó, chứ không phải bình thường. Còn nếu mà nói về cái thật sự mà nói, thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế, nhưng mà những người mà ta đắc quá, ta thấy mình ế ta ham. Cho nên đừng có tưởng không ai hâm mộ mình nha, nghe người những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế như ở quý thầy quý cô, đi đâu ta cũng thương mà. Cho nên đừng có lo chuyện đó. Thật sự ra là mình không có nợ thôi. Bây giờ Pháp Hòa nói á, hai vợ chồng mà thương nhau mà ủng hộ nhau, ví dụ như mình đi chùa chồng không có nói gì hết trơn á, nhưng mà trong thâm tâm của mình vẫn thấy mình có một chút trách nhiệm gì phải đi về nhà đúng giờ hay là để người kia chờ ở nhà không, vẫn phải có, dù người kia hoan hỷ và không nói gì mình, nhưng cái bổn phận của mình nó còn nằm ở nơi mình. Cho nên không thể nào mà chúng ta thông dong thoải mái một cách 100% được, dù người kia có ủng hộ mình. Cho nên á, nếu mình á, đợi tới khi mà mình lâm vào cái cảnh khổ bất an rồi á,
Thí dụ mình không có duyên với cái chuyện tình ái mà cứ ráng đi tìm, mà cái vú này là vú ép à, mà ép không phải duyên mà ép hoài, thì cuối cùng khổ tới hồi mình nói trời ơi biết vậy tôi không thèm. Nhưng mà khi đó mình trễ rồi, phải không? Cho nên thôi yên tâm đi, có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Chứ đừng có lo. Nếu là duyên rồi thì làm gì cũng là duyên. Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đoàn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên. Bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô có mặc áo tràng, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy, ai đến trước ngồi trước, đến sau ngồi sau, ngồi luôn khoảng giữa, nam nữ lẫn lộn, vậy có ảnh hưởng gì không? Hay mỗi chùa nghi luật khác nhau? Kính mong thầy giải thích cho chúng con rõ, và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì? Tại rộng quá để hàng chính giữa chờ đợi. Thưa đại chúng, thường thường là như thế này. Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài để Ngài nói pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organize, tổ chức rất là chặt chẽ, thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn. Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt, hoặc không đủ nhân sự, hoặc chưa được sắp xếp việc đó, thì người ta như vậy thôi chứ cũng không có một cái quy ước. Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó, còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi, chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt, nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào á, người ta dễ dàng, người ta ngồi hơn, ta biết à nam ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi hồi cái này, bên nam âm thịnh dương suy, phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được cái chỗ người ta đạo tràng đó người nam rất ít, thì người ta chỉ để một người vài người nam ngồi trước, đa phần là chia đều hai bên, nó tùy theo hoàn cảnh. Còn trừ cái khoảng giữa là để mình đi lên đi xuống khi mà hành lễ cho dễ dàng, đặc biệt là ở khoảng giữa của chánh điện, đó là vị trí của trụ trì. Mình là Phật tử tại gia hay là những vị xuất gia mà đến thăm chùa người khác mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện. Ví dụ ở trên dù trên này đi, đứng ở dưới này thì được, chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được. Tại ở trên này, vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này, là vị trí trên này chỉ có những vị lớn, những vị trụ trì, đặc biệt là ở khoảng giữa. Cho nên ở chùa người Hoa đó, người ta rất là rõ ràng, người ta để một cái gối cao ở ngay phía giữa đó, là người ta để cho vị trụ trì, chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó khi khóa lễ. Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi á, mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo mình biết vị đó là trụ trì, hoặc là trụ trì của các chùa đến để làm một cái khóa lễ. Các vị đó thường đắp cái y màu đỏ, cái y đó gọi là tổ y. Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó, ngoài ba y ra người ta truyền một cái y gọi là tổ y, nghĩa là y đó được truyền thừa từ thế hệ này tới thế hệ khác, cho nên gọi là tổ y. Và khi vào khóa lễ mà có vị trụ trì thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ, dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi, người ta vẫn đắp chiếc y đó. Bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là làm hòa thượng mới được đắp y đại y hay là hồng y, nhưng mà
vì cái chức, cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì thì người ta phải đắp chiếc y đó và đeo một cái sâu chuỗi dài tận ở dưới gót, để khi người ta nhìn vô trong cái hàng ngũ các vị làm lễ ta biết đó là vị trụ trì đó. Còn theo Phật giáo Việt Nam mình thì mặc giống nhau hết, thậm chí khiêm cung không có dám đắp những cái y lớn, thì vô không biết vị nào trụ trì, phải hỏi, phải giới thiệu. Nhưng mà người Hoa rất là rõ ràng trong cái hình thức đó. Kính bạch thầy, con có một thao thức, vì sao Đức Phật nói người nữ phải sau người nam một đời? Người nữ muốn thành Phật phải chuyển thân nam. Phật tánh đâu có nam hay nữ, giác ngộ đâu có phân biệt giới tính. Có những người nữ là đại trượng phu, có những người nam hạ liệt. Trong lịch sử có ngày Long Nữ thành Phật dù là thân súc sinh. Bà Visakha, hoàng hậu Mặc Lợi, ngay cả nàng Ma Đăng Già thân đê tiện vẫn thành A La Hán trước ngài A Nan, xin thầy từ bi chỉ dạy. Thưa đại chúng, câu hỏi là hơi thao thức. Không biết thao thức là tại sao người nữ lại sau người nam. Thưa đại chúng, đứng trên phương diện đại thừa với cái nhìn bình đẳng thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính, có khả năng thành Phật dù vị đó là nam hay nữ. Nhưng ở đây trong kinh nói là chuyển nữ thành nam là một biểu tượng, chuyển cái phàm thành cái thánh, chuyển cái khó khăn thành cái thuận lợi. Pháp Hòa thưa đại chúng, đối với cái thân, thân nam dễ dàng sinh hoạt hơn thân nữ. Thí dụ mình ở một quốc độ nào mà thiếu nước, người nam vẫn dễ chịu hơn người nữ. Đây là mình nói theo cái thân thể đang thọ thôi, đang thọ thân thôi. Thì ví dụ như người nữ mà đến cái ngày dơ mình mà không có tắm rửa gì thì rất là khó chịu. Cho nên đứng trên phương diện thân thì mình chuyển cái dơ thành cái sạch, chuyển cái khó. Cái khó đây là cái thân người nữ khó đi đứng. Thí dụ như người nam mình đi đâu ban đêm mình cũng không sợ, mà người nữ mà đi đâu tối khuya là sợ. Thậm chí nghe đứa con trai nó đi ra ngoài mình không sợ, mà mình nghe đứa con gái mà ra ngoài mình tối là mình lo. Vì mình biết rằng thân người nữ dễ bị người khác xúc phạm. Cho nên ở đây chỉ nói đến cái khó. Chuyển có nghĩa là gì? Mình chuyển cái nghiệp thôi. Mà chữ nghiệp ở đây không có nghĩa là xấu nữa. Trường hợp này không có là xấu, là mình thọ thân nữ thì có những cái khó khăn của người nữ phải chịu. Mà Đức Phật nói trong kinh người nữ có 5 điều khó. Một là dơ mình, hai phải làm vợ người nè, ba phải làm người mẹ nè, bốn là phải hy sinh nè, năm là phải bảo bọc. Quý vị thấy là một người nữ là mình phải mang nặng đẻ đau, trong khi đó người nam không bị. Và thí dụ như bây giờ con mà nó khóc á, ba có thể nằm ngủ không lo, người mẹ thì không thể làm được việc đó. Mà thậm chí bây giờ người chồng có bỏ mình đi nữa, mình cũng không nỡ bỏ con. Người nam có thể làm chuyện đó, bỏ vợ được, bỏ con được, mà người nữ khó làm. Cho nên đó là cái đức hy sinh mà người nữ phải chịu. Còn đứng trên phương diện tu tập, nếu mà mình không bị cái thân người nữ, không mắc vào thân người nữ, thì cái sự đi đứng tu tập mình nó cũng dễ hơn. Mà trong kinh nói á, sanh về cái nước không có người nữ cũng không có kỳ thị nha. Cái chữ đó chỉ để biểu tượng rằng không còn tính dục. Bởi vì hễ chỉ một nam giới thì không có nữ thì người nam không khởi tâm. Ở đây nam nữ là để nói lên cái chỗ quốc độ mà sống bằng dục nhiễm. Cho nên trong kinh nói là nơi nào không có người, sanh ở một quốc độ không có người nữ thì không có nghĩa là kỳ thị không cho người nữ tới. Mà ở đây chỉ mới nói là sanh ở một quốc độ không còn có những cái dục của nữ nam. Chỉ có ý thôi. Và đúng, thí dụ như có những người nữ nhưng mà rất trượng phu, thì cái người nữ đó tuy đang mang thân nữ nhưng mà đang chuyển rồi đó.
chuyển từ cái thân tướng thì chưa, mà tâm là chuyển rồi đó. Chứ còn chưa nói là mặc dù mình nói là người nữ cũng có tính trượng phu, nhưng mà tập nghiệp của người nữ là phần lớn là gì? Hờn, giận. Hay là thí dụ như mình có được những cái chức vụ gì đó, mình thường hay dính vào cái chức đó mà tháo quát nhiều hơn. Cho nên ở đây thì nói đến cái Đức Phật quán mỗi cái nghiệp ở trên mỗi cái pháp để mà Đức Phật chỉ thôi. Pháp Hòa nói ví dụ như là hoa huệ, hoa huệ Việt Nam mình á, thì bây giờ mình nhìn cái hoa huệ cái mình nói trời, hoa huệ á, tuy nó thơm nhưng mà vài ngày mà chưng trong nước là nước nó bị hôi lắm. Thì mình đâu có phải mình chê nó đâu, mình nói rõ cái pháp là cái thân của cây huệ tuy nó thơm nó đẹp nhưng mà nước nó thôi. Hẹ ăn ngon không? Nhưng mà bỏ quên trong tủ lạnh thì sao? Chịu không nổi. Dưa chua ăn bánh mì ngon không? Nhưng mà quý vị thường thường mà quý vị mở cái tủ lạnh ra, mà tủ lạnh nào mà có để thổi dây dưa chua mà củ cải trắng trong đó coi, hôi không? Hôi. Mà nó ngộ một cái mà mở ra nó trồn cái gì mà hôi dữ vậy. Nhưng mà ăn bánh mì mà thiếu nó, thiếu à. Như vậy thì mình nói đúng cái pháp của nó chứ không có chê. Pháp nó là như vậy thì mình nói nó là như vậy. Và nếu mình biết cái pháp nó như vậy thì mình làm gì đó. Ví dụ như người ta chưng hoa huệ thì biết rằng nó hôi như vậy, cho nên thường là 2 ngày người ta đổi nước 1 lần. Nó có cái cách đối trị, cái cách để mà mình làm sao chuyển nó. Pháp Hòa ví dụ như là mình cấm hoa lê dên, hoa huệ Đà Lạt á, mà muốn cho cái hoa huệ đó nở đều thì một là mình phải ngâm nước ấm, hai là mình đem về mình cắt xéo xuống. Khi mình mua về là được, không có để nguyên như vậy cắm mà phải cắt xéo xuống, cắm vô trong nước ấm để cho nó rút cái nước mình ấy lên, và đồng thời phải ngắt ở trên đầu của cái hoa đó một chút để nó nở đều từ trên xuống dưới. Nếu mà mình mua về mà mình để yên vậy đó là bảo đảm nó nở nhiêu là nở thôi, còn những cái nào búp là nó để chứ nó không nở đều ra. Còn mình ngắt ở trên ngay cái đầu của nó là nở đều từ trên xuống dưới. Rồi quý vị nào mà cắm hoa bằng cái mút màu xanh á, mà muốn cho hoa nó không hôi, thì khi mình đem cái mút đó về mình ngâm trong nước thì nhớ là cái nước bleach mình clean nhà đó, lấy cái nắp của nó đựng đúng một cái nắp đó, trút vô cái quậy vô cái thùng nước ấm mà mình sẽ ngâm cái cục mút đó đó, ngâm mút trong đó thì nước mình, cái mút mình cắm hoa không bị hôi. Thì mình nói đúng cái pháp của nó rồi mình có cách để mình điều hành nó. Thì Đức Phật cũng là thế. Ví dụ Đức Phật nhìn các tướng, Đức Phật nói được cái tướng của nó, cái pháp nó là tướng nó vậy, bản chất nó là vậy, thì để nó có như vậy chúng ta không có khổ. Cho nên Đức Phật nói bản chất của người nữ là thường có những cái nghiệp đi theo sau, như là hờn giận, để lòng khó nguôi, ví dụ vậy đó, ganh tị. Thế mình biết cái pháp đó để chi? Để mình chuyển mình. Mình chuyển mình để làm gì? Để mình thăng hoa. Nói vậy không có nghĩa là người nam cũng có nha. Có những người nam tánh cũng y hệt vậy. Còn nếu nói chung là tất cả chúng sanh hễ còn là con người thì tham sân si đầy đủ. Và tùy theo cái tu tập của chúng sanh mà tham sân si nó giảm hay nó tăng. Chứ không có cái ý kỳ thị. Chứ không có gì phải thao thức. Đều có khả năng thành Phật hết, mà tùy theo. Cho nên Đức Phật á, muốn cho người nữ phải tu tiến, cho nên Đức Phật ra điều kiện là nếu một lần mà tu rồi á, mà không thành công á, thì không được tu lại. Cái đó chỉ là một cái cách nói để cho mình tiến bộ và phát tâm. Tại vì sao phải không? Mình hay giận sách vở về lắm. Bằng chứng là quý cô quán chiếu thử trong cái công tác Phật sự, việc làm của mình coi. Có đôi khi mình đến chùa mình làm công quả nhưng mà hay giận rồi bỏ cuộc lắm.
Vì người mà người nam á, đôi khi cái tánh không có vậy. Người ta tức, người ta giận vậy, nhưng mà người ta thấy được cái đại thể, đại cuộc, cho nên người ta tiếp tục công việc. Còn mình hay, và mình hay dễ bộc phát. Thương ai cũng dễ biểu lộ, mà không thích ai cũng biểu lộ dễ dàng. Thưa Thầy, cho con biết tại sao Đại Đức Thượng Tọa chỉ có đờn bà, không có đờn ông? Dạ đờn nào cũng có. Thưa đại chúng, cái câu quý vị thường nghe nè: kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Nghĩa là mình nói dạ con kính bạch hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni. Nhưng không lẽ mình lên thưa vậy? Cho nên phải thưa là kính thưa quý hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Đó là cái câu thưa, chữ hai chữ tăng ni là mình muốn gọi trên đó. Ba cái thành phần trên, nam nữ đều có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức. Còn nếu mà cái danh từ hàng ngày mà chúng ta xưng nè, bên tăng á, mà thật sự ra người Việt Nam mình gọi là chữ tăng là dành cho nam, là mình nói là một cái chữ để mình có phân biệt giữa nam nữ, chứ chữ tăng mà dành cho trừ bên nam không là trật á, không đúng. Vì chữ tăng là chữ chung chỉ cho đoàn thể nam nữ, những đoàn thể nào sống thanh tịnh, sống hòa hợp gọi là tăng. Chứ chữ tăng không phải dành riêng cho bên nam. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt nữ nam, cho nên chúng ta gọi là tăng và ni. Chứ thật sự chữ tăng là đã đủ, không cần phân biệt ni nữa. Vì tăng là một đoàn thể, thấy không? Thí dụ như con về nương tựa tăng, hay là tự quy y tăng. Nếu mà mình phân biệt vậy sao không tụng tự quy ni? Nếu chùa nữ phải tụng tự quy ni chứ, rồi tại sao chùa nữ cũng tụng là tự quy y tăng? Vậy thì chữ tăng không có phân, ở đây không có nghĩa là dành riêng cho người nam. Thí dụ quý vị đến chư tăng chư ni mà quý vị nói một câu này cũng gọn nữa nè: kính bạch chư tôn đức tăng. Vì vị ni nào mà buồn á, nói đâu có nói tới gì tới tôi đâu. Là vị ni đó chưa hiểu được cái từ chung mình xài, mình dùng. Bên nam gọi là hòa thượng, bên nữ gọi là ni trưởng. Bên nam gọi là thượng tọa, thì bên nữ gọi là ni sư. Bên nam là đại đức, thì bên nữ là sư cô. Có hết mà. Và vị nào từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo gọi là ni sư, bên nam gọi là thượng tọa. Người đó phải ít nhất 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo gọi là thượng tọa hay là ni sư. Vị đó phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo thì gọi là hòa thượng hay là ni trưởng. Còn cái từ mà chúng ta thường gọi thân mật trong nhà đó là sư bà. Sư bà, sư ông là để mình gọi thân mật trong nhà thôi, chứ lên hành chánh không có gọi. Ở trên hành chánh văn bản là không có ký tên sư ông gì đó, sư bà gì đó. Ni trưởng hay là hòa thượng. Nhưng mà chữ thượng tọa, chữ hòa thượng á, là sau này chư tổ đề xướng lên trong vấn đề hành chánh của Phật giáo. Chớ thật tình thời của Đức Phật một từ thôi là đại đức. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức A Nan Đà. Còn các vị nào lớn hơn thì chúng ta gọi là trưởng lão. Gọi là trưởng lão. Danh từ thượng tọa hòa thượng là sau này chúng ta dùng để trong vấn đề hành chánh giáo hội, và cũng để trong những cái buổi lễ chúng ta xưng gọi cho có thứ lớp vậy. Chứ còn thật sự ra chữ thượng tọa hòa thượng ngày xưa chỉ để dùng trong giới đàn thôi. Cho nên Pháp Hòa xin thưa vậy để các vị biết là có. Và có thể nói là trong Phật giáo rất là bình đẳng. Chư tăng có thể làm cử hành một buổi lễ và thuyết pháp, chư ni cũng có thể cử hành buổi lễ và thuyết pháp mà. Chư tăng thọ tỳ kheo, chư ni vẫn có giới tỳ kheo, gọi là tỳ kheo ni giới.
Ở các tôn giáo khác có thể, điều đó không có thể được. Có một những vị nữ tu là không được đứng trên và giảng đường pháp tòa hay là những cái bụi trong một cái chánh điện lễ mà làm lễ, nhưng mà bên Phật giáo là chư ni làm được việc đó hết, chứ không có sự kỳ thị. Nhưng mà có vấn đề là như thế này: Đức Phật luôn luôn chư ni á là đàn em, chư tăng là đàn anh, và chư tăng phải có nhiệm vụ bảo vệ, nâng đỡ chư ni trong mọi sinh hoạt Phật pháp. Cho nên đi sau đó không có nghĩa là thua lỗ, mà để biểu lộ đức khiêm cung của một người em đi trước người anh, chứ không có phải là mình thua lỗ gì hết á. Đó là biểu hiện đức khiêm cung. Và đối với các vị tu sĩ với nhau thì người ta kính trọng nhau ở cái năm tu, cái hạ lạp. Và thậm chí có những vị tu sau nhưng mà tuổi đời lớn, đôi khi các vị tu trước có tuổi đạo lâu năm nhưng mà tuổi trẻ vẫn kính những vị lớn như thường, chứ không có cái tâm khinh thường. Con rất là vui mừng được thầy qua đảo Maui và gặp được thầy bằng xương bằng thịt, giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng. Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, nhang, nước, và những thứ này tượng trưng cho những gì? Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật thường là có 6 thứ để cúng, gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương, tức là nhang; hai là đèn; ba là trái cây; bốn là gì nữa hả? Hoa. Năm là đồ, tức là thức ăn á. Sáu là nhạc, tức là chúng ta cúng dường tam bảo, cúng dường Phật có 6 thứ: đèn, nhang, hoa, trái, là 4 thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam á, ngoài những 4 thứ đó có chén chè phải không, có dĩa xôi phải không, chè xôi là đồ. Còn ví dụ mình mà trong buổi lễ mình hát trầm hương đốt, đó là nhạc. 6 thứ cúng dường tam bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cúng dường, chư thiên tấu nhạc cúng dường. Mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau, mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. Cho nên nhạc lễ, ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tang nè, có mõ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp khí đó ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán, để cúng dường. Chứ cúng dường Phật có 6 món, chúng ta gọi là lục chủng thành tựu. Hương á là tượng trưng cho giới, vì hương là thơm, hương mà xông lên thì thơm ngát. Cũng như vậy, một người đạo hạnh, hương đức hạnh của họ tỏa ngát. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu: tất cả các thứ hương, không hương nào bay được ngược gió, chỉ có hương người đức hạnh bay ngược gió bốn phương. Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh. Đó là một ý. Ý thứ hai, khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây? 3 phải không? Tượng trưng cho giới, định, tuệ. Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định, có giới, chỉ cần thắp một cũng đủ. Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ, vì một mà có 3. Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương, quý vị nhìn thấy cái gì xông lên? Khói. Cái gì rơi xuống? Tro. Phải không? Cũng như thế, cây hương thắp lên là để nhắc nhở mình. Nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên, nếu tâm mình nặng nề thì như tro rớt xuống. Thắp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó. Bây giờ nói tới hoa. Hoa đẹp không? Ai cũng thích. Vậy thì chúng ta phải học hạnh như hoa, đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng. Bên cạnh đó, hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì? Vô thường. Đẹp đó, xinh đó,
nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa. Hoa kia đẹp nên hoa mau tàn tạ, bướm lịch sinh nên bướm bị ép khô. Khuyên ai chớ có mơ hồ, soi gương qua bướm để tô điểm mình. Vậy cấm hoa hai ý nghĩa, một là vô thường, hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa. Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả, vì chúng ta thường gọi trái là quả. Trồng quả cam ra trái cam, trồng quả táo ra quả táo. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả. Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả. Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu? Đông bình tây quả là một câu nói để biểu tượng cho hai cái đối lại. Bất cứ mình để bình ba bên nào thì bên kia là bên trái cây. Cái ý của người ta muốn nói đông bình tây quả là như vậy đó, tức là hai cái đối lại. Và nếu mà còn đối lại là gì? Hoa là nhân mà trái là quả, nhân quả đồng thời. Cho nên khi trưng trái cây á, không có được để lè phè. Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ, đơm ba trái ở dưới, một trái ở trên. Chứ không có bốn trái, năm trái mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè, nó lăn tới lăn lui vậy nè, là quả này lung lay dễ rớt. Trưng trái cây là phải đơm cao lên để biểu tượng rằng mình tu hành và mong muốn quả mỗi ngày mỗi thăng tiến. Quý vị hiểu được ý đó không? Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau. Cho nên đó, trên bàn Phật để hai cái đèn, trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau. Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của Phật giáo á, là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn một Phật tử hướng tâm: nhân quả, giới pháp, trí tuệ. Cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý. Và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín. Mình tin mà không hiểu mới mê, còn tin mà hiểu thì tính chứ còn không phải là mê. Và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tín, mê tín chứ không phải là chánh tín hay là chân tín. Để Pháp Hòa giải thích sơ qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ. Con có một câu hỏi, khi mình thỉnh Phật, bất cứ tượng Phật nào con nghe người ta bảo gửi chùa để khai quang điểm nhãn, nhưng có người nói rằng không có thầy cô người nào dám khai quang điểm nhãn Phật hết, vì Phật là người toàn giác cao siêu nhất. Vậy ai dám khai quang làm việc đó? Xin thầy khai thị cho chúng con hiểu. Thưa đại chúng, cái từ mà khai quang điểm nhãn đó, khai quang nghĩa là mở ánh sáng, điểm nhãn là chấm con mắt. Đó là theo quan niệm người xưa, là bởi vì cái tượng Phật người ta làm á, từ ở ngoài tiệm là mình mang về, cái tượng này chưa được cái sự gia trì của chư tăng mở ánh sáng, mở mắt để mà coi như là cái tượng này trở thành một tượng có giá trị. Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường á, là mình làm sao dám khai quang điểm nhãn Phật? Phật phải là người khai quang điểm nhãn cho mình. Nhưng mà bây giờ á, Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng là khai quang điểm nhãn cho mình chứ không phải cho tượng Phật. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Bây giờ quý vị đem tượng Quan Âm lên nhờ thầy khai quang, thì thầy cầm bức tượng này lên, thì thầy mới hỏi chứ: cô biết tượng này tượng gì không? Nó dạ tượng Quan Âm. Cô có biết Quan Âm tượng trưng cho hạnh gì không? Dạ hạnh từ bi. Hay là nói là dạ con không biết, Quan Âm mà phù hộ cho mạnh giỏi. Bắt đầu thầy mới nói nè: Đức Quan Âm tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục, tượng trưng cho hạnh lắng nghe. Mình thờ Đức Quan Âm là mình phải học hạnh của Ngài nhẫn nhục và biết lắng nghe. Bình Cam Lộ là tượng trưng cho nhẫn nhục,
Cành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển tùy duyên trong mọi nơi mọi lúc. Cái ấn mà ngài bắt là tượng trưng cho sự kiên trì. Cô thờ Đức Quan Âm, cô nhớ học hạnh Đức Quan Âm, dũng mãnh, kiên trì, nhẫn nhục, từ bi. Ồ vậy hả thầy, hôm nay con biết được cái nghĩa đó rồi, con xin học theo hạnh của Đức Quan Âm. Vậy mình có khai quang cho cô đó chưa? Mình đã điểm nhãn cổ chưa? Vậy khai quang điểm nhãn cho ai? Cho tượng Phật hay cho người thờ? À, khi mình cầm một cái vật lên, cái vật đó mình cầm trên tay, mình lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó, gọi là tâm ấn vật. Tâm của mình ấn vô cái vật đó. Rồi mai mốt mà mình cầm cái vật đó lên á, mình nhìn cái vật mình nói vật ấn tâm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, quý vị đi đảo Hawaii khóa tu, ngày mai là hết tu và được dõng dù đi chơi, đi dạo ở đâu đó, thấy một cái món hàng, thấy món hàng nhớ tới người bạn. Vậy thì khi thấy món hàng mà nhớ người bạn thì cái đó gọi là gì? Vật ấn tâm. Tâm mình có người bạn, thấy món hàng đó nhớ người bạn thì là vật ấn tâm, phải không? Mua món hàng đó về cầm lên tặng bạn. Tôi đi chơi ở đảo, tôi gặp cái này tôi nhớ chị, tôi mua món quà này để tặng chị. Người bạn đó cầm món quà đó lên kỷ niệm cất. Mai mốt người bạn đi ngang món đó, chị cái này á, chị Bảy chỉ cho tôi nè, tội nghiệp đi chơi mà nhớ tôi. Vậy thì cái món hàng đó là vật ấn, vật ấn tâm. Khi mình mua tặng cho bạn là tâm ấn vật. Bạn của mình nhận món quà nhớ tới mình là vật ấn tâm. Quý vị cầm cái tượng Phật lên nhờ thầy chú nguyện, thầy cầm vật lên, thầy lấy tâm thầy ấn vào đó là thầy lấy tâm ấn vật. Ai muốn khai quang tượng nào Pháp Hòa cũng khai hết á. Nhưng mà mình nói cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của thờ, ta mở ánh sáng ta lên. Thầy ơi, thầy chú nguyện dùm con thần tài thổ địa. Cô biết thần tài là gì không? Là ông thần giữ tiền. Cô biết thổ địa là gì không? Là ông giữ đất. Đất là nhà cửa. Tiền là của cải mình làm ra. Nhớ có tiền giữ cho kỹ, đừng có xài phung phí. Nhà mình mà yên ổn thì tiền của nó còn. Vợ chồng yên ổn là nhà cửa còn, đất đai còn, tiền của còn. Vợ chồng mà rung rinh là đất phân hai, tiền của phân hai. Thờ thần tài thổ địa, thổ địa là mình, mình là người giữ của. Đất mà còn là tại vì thổ sanh kim. Thờ thần tài thổ địa là biểu tượng cho ngũ hành. Thổ sanh kim, đất sanh vàng, đất sanh ra tiền. Tâm này mà vững thì tiền nó sanh. Cô hiểu được ý nghĩa thờ thần tài thổ địa chưa? Dạ con hiểu rồi. Vậy mình khai quang cho cổ chưa? Điểm nhãn cho cổ chưa? Khai quang điểm nhãn phải khai tượng Phật mà khai người thờ. Anh thờ mà anh không hiểu gì hết thì càng thờ anh càng tối tâm chứ không có phát quang được. Cho nên ai mời Pháp Hòa tới tiệm cúng và cũng đi nữa. Đi tới tiệm cúng mở khai trương, giảng cho họ nghe ý nghĩa khai trương. Cho nên trong Phật Pháp, Pháp nào cũng là Pháp Phật. Nếu mà mình đem, mình biết đem Pháp Phật, mình ấn vô trong cái vật đó thì vật nó thành ra Pháp hết. Vậy quý vị hiểu được khai quang điểm nhãn không? Nhưng mà thường mình nói thầy ơi, nhờ thầy chú nguyện giùm con. Thật sự ra có kinh gì gọi là kinh chú nguyện đâu. Nhưng mà thầy gia trì vô đó bằng cái tâm của người vị tu đó. Xin Bồ Tát Quan Âm gia hộ cho Phật tử thỉnh tượng Phật về thờ, phát tâm từ bi, phát đại trí tuệ, nhẫn nhục, nhu hòa, bình an trong cuộc sống. Tất cả những thiện lành gì mà mình muốn gia trì cho người Phật tử đó, mình chú vô đó là chú nguyện chứ gì đâu, chứ đâu có bùa phép gì đâu.
Cho quý vị mà đi thăm bệnh á, vô thăm bệnh là thường mình lấy tay mình áp lên tay người bệnh phải không? Có không? Trời, bác vô đây lâu chưa? Con đâu có hay bác bệnh. Bữa nay đi chợ gặp chị Bảy, chị nói bác bệnh, con đi thăm bác. Nói mà lấy cái tay xúc chạm lên, cái đó là một cái ấn đó. Cái đó là một cái ấn đó. Con kính chúc thầy pháp thể an khang, chúng sanh dị độ chứ không phải vị độ nha. Khi mà viết chữ dị là VD là dễ độ, còn viết thành chữ vị là vi y ngắn đó, là chữ vị này là không thể được. Nên con chúc thầy pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, nghĩa là đổng độ được ai hết. Có một cái cô đó, cổ viết cho bà cái thơ, thì cuối thơ của nó: con kính chúc thầy pháp hòa vô minh muôn năm. Vô minh đó. Con có câu hỏi, xin thầy cho con được biết, khi bắt đầu vô kinh và đọc chú Đại Bi rồi thì mình ngồi yên tại chỗ mình tụng, không được đứng dậy đi qua đi lại. Vì có người nói tụng chú Đại Bi là mời các long thần ngộ pháp chứng minh và người khuất mặt đến tụng kinh với mình. Vậy khi đứng lên đứng xuống là bước qua mình, bước qua mình vô hình, bước qua bước lại vô tình đạp lên người khuất mặt. Đúng không thầy? Có gì tụi con tránh không tái phạm. Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là khi mình tụng kinh, mình bắt đầu tụng chú Đại Bi rồi là mình mời Phật, mời Bồ Tát, long thần hộ pháp, các vị khuất mặt ngồi đầy dãy trong chánh điện tụng với mình. Cho nên mình phải ngồi yên chỗ tụng, không được đứng lên đứng xuống. Nếu mà đứng lên đứng xuống, đi tới đi lui là vô tình mình đạp lên những người khuất mặt. Hồi nào giờ có ai bị hất chưa? Nếu mà có người nào mà lỡ đi tới lui mà bị tự nhiên đang đi chỗ trống đó ta hất lật, nó là người khuất mặt ngồi đó. Trời ơi, mình làm như người khuất mặt dại lắm vậy. Ngồi yên cho mình đạp họ. Đây là một trong những ý niệm tà kiến. Thưa đại chúng, tà kiến nghĩa là những cái thấy sai lệch, chứ không có phải tà ma gì hết. Chữ tà Pháp Hòa thường nói hoài là nó lệch, nó không đúng vậy thôi. Tà kiến nghĩa là những cái như vậy nè, đó hình thức vậy đó. Rồi vô tình mình biến đạo Phật bằng những cái hình ảnh như thế này. Mình tụng chú Đại Bi, dù mình có hiểu rằng tác các vị có đến đây với mình, thì các vị ngồi trong khắp cõi hư không này đi nữa, thì các vị cùng tụng kinh với mình. Và xin lỗi đại chúng, người ta cũng thông minh lắm chứ. Pháp Hòa nói ví dụ, giờ Pháp Hòa đang ngồi chật đây nè, một người muốn đi ngang mình, không lẽ mình không tránh cho người ta đi? Mà người nào mà thấy rồi cũng phải né chứ, chứ không có cái chuyện mà mình đứng dậy rồi đạp lên người ta. Nói kiểu này là không ai dám đi chùa. Khuất mặt ngồi đông quá lỡ đạp. Rồi ví dụ giờ vị nào mà xin lỗi, người ta muốn đi vệ sinh quá mà không cho đứng dậy sợ đạp. Lát mình có willing để chùi chỗ đó không? Nguy hiểm lắm á. Thôi mình ráng một câu hỏi nữa là xong nha. Thưa thầy, trì chú Đại Bi và chú Chuẩn Đề khác nhau chỗ nào? Xin thầy giải thích cho chúng con. Quá dễ. Chú Đại Bi khác với chú Đại Bi, chú Đại Bi và khác với chú Chuẩn Đề là chú Đại Bi dài hơn chú Chuẩn Đề, tụng lâu thuộc hơn chú Chuẩn Đề. Thưa đại chúng, Chuẩn Đề nói cho đủ là Tô Tất Đế. Bởi vì chữ Tô Tất Đế dịch là diệu thành tựu. Chuẩn Đề thì có hai nghĩa là vị thi và thành tựu. Vị thi nghĩa là mình có khả năng, thi vi có nghĩa là mình có khả năng thực hiện những ước nguyện, những lời phát nguyện của mình. Cho nên đây là một hình ảnh của Đức Bồ Tát do phát nguyện mà thành tựu, cho nên gọi là diệu thành tựu.
Pháp Hòa ví dụ nha, hai ni sư về đây đó, ở trên cái đảo này mà lập cái tu viện, cái một cái chùa như vậy đó, khó không? Khó mà không có lui bước, vẫn tiếp tục phát nguyện và làm những công việc của mình. Cái đó gọi là thi vi. Thi vi là giữ vững cái thời nguyện của mình. Và cuối cùng bữa nay thành tựu chưa? Thành tựu gọi là diệu thành tựu, tô tất đế chuẩn đề rồi đó. Và vì sao mà mình phát được cái nguyện đó? Vì mình có chân trí. Chân trí là gì? Có được cái trí tuệ chân chánh để nhận xét. Cho nên thường người ta tạo đức chuẩn đề, tạo cái hình ảnh đức chuẩn đề, ở chính giữa có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho chân trí hay là thật trí. Còn 18 cánh tay là tượng trưng cho những cái hình ảnh gọi là quyền thừa. Nghĩa là vì thấy được việc đó, cho nên tất cả việc làm của mình linh động. Cho nên 18 cái cánh tay, mỗi tay cầm một pháp khí. Cái bài thần chú này được trích trong một cái bản kinh gọi là Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh. Còn chú Đại Bi á, là một bài chú được trích trong một quyển kinh có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Kinh tên rất là dài. Và trong đó trước khi nói thần chú này, Đức Quan Âm nói rằng á, nơi nào chúng sanh bệnh tật đói khổ mà muốn, vì con muốn khởi lòng từ bi, cho nên nói ra bài thần chú này để giúp cho các vị phát triển tâm tự. Cho nên nói tóm lại, về năng lực thần chú nào cũng giống nhau. Và mỗi bài thần chú chuyên chở một pháp tu. Chú chuẩn đề để giúp cho mình thành tựu được những ước nguyện của mình như cái ước nguyện mình muốn. Còn chú Đại Bi là giúp cho mình phát triển tâm từ. Cho nên mở đầu cái lời là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt. Vô ngại đại bi tâm nghĩa là tâm không còn có gì ngăn ngại nữa, thì tất cả sự ngăn ngại đó được chuyển thành Đà Ra Ni hết. Tại sao? Vì Đà Ra Ni có ba nghĩa. Đà Ra Ni là vô ngại, Đà Ra Ni là tổng trì. Tổng trì là gì? Tổng cất tất cả pháp, trì tất cả nghĩa. Mình gồm thâu tất cả các pháp, mà mình hành xử tất cả các pháp tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sanh, cho gọi là Đà Ra Ni. Cho quý vị trì thần chú nào cũng được. Thần chú chuẩn đề giúp cho mình thành tựu những ước nguyện của mình. Thật ra bài thần chú nó chỉ có mấy câu thôi. Nam Mô Tát Đa Nẵm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi Nẵm. Những câu đó chưa phải là chú. Câu đó chỉ là tán dương, là biểu tượng. Câu chú chỉ có một câu thôi: Án chiết lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha. Đó là tâm chú của chuẩn đề. Mỗi bài thần chú nó dài lắm, nhưng mà nó có một câu tâm chú cuối cùng. Mà cái câu tâm chú là câu quan trọng nhất. Chúng ta nếu hành trì thì trì câu đó đã đủ. Thí dụ như nguyên bài chú Lăng Nghiêm á, tâm chú của Lăng Nghiêm là cái câu cuối cùng: Án a na lệ tỳ xá đề bệ ra bạc xà ra đà rị bàn đà nể bạc xà ra bán ni phấn hổ hồng đô lô phấn ta bà hà. Còn cái câu chú Đại Bi á, tâm chú của nó là gì? Án tất điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà hà. Còn tất cả câu trước từ Nam Mô Hắc Ra Đắc Na Ra Ra Dạ Gia gì đó, đó là những câu ca ngợi Tam Bảo, tán dương Phật Pháp Tăng, cũng như là những cái pháp thân của Đức Quan Âm. Còn câu thần chú cuối cùng mới là tâm chú. Chú Dược Sư cũng vậy. Cái câu tâm chú của chú Dược Sư là Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tam một yết đế xóa hà. Mình trì nguyên bài cũng được, mình trì chỉ cái câu tâm chú đó cũng được. Còn bốn câu đầu á, khể thủ quy y tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi. Nhớ bài đó không? Ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Và bốn câu đó là bốn câu tán dương đức chuẩn đề của Ngài Long Thọ
khi Ngài trì cái mật pháp đó, Ngài đã nói lên bài kệ đó để tán dương Đức Chuẩn Đề. Cho nên cái bài đó là của Ngài, của Tổ Long Thọ, Ngài viết ra để tán dương bài thần chú, tán dương Đức Chuẩn Đề. Câu hỏi cuối: hàng Phật tử chúng con quy Tam Bảo phải giữ gìn năm giới và có cần phải thọ Bồ Tát giới hay không? Thưa không cần, năm giới là đã đủ. Còn mình muốn thọ thêm thập thiện Bồ Tát giới, đó là phát tâm thêm. Chứ tất cả nền tảng tu tập, năm giới là đã đủ. Lá cờ Phật giáo có mấy màu? Năm màu. Năm màu của lá cờ Phật giáo là tượng trưng cho năm giới mà tất cả quý vị thọ. Còn năm cái màu phía dưới, năm cái ở trên là năm giới, còn tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này mà thực hiện được năm giới thì một tổ thành một cái toàn thể, một cái địa cầu, một cái thế giới bình đẳng, cho nên có năm cái màu phía dưới. Năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới là đại đồng, là tổng thể. Năm ở trên là năm châu và năm giới. Nếu trong năm giới và Bồ Tát giới mà mình đã thọ mà luôn phạm lỗi thì có nên không? Cái này khỏi trả lời, mình biết rồi, phải không? Khi quý vị, tất cả chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ mà thọ giới đó, chúng ta làm hai điều. Quý vị nhớ đây là hai điều chúng ta cần làm trong khi hành trì giới. Một là tác trì, hai là chỉ trì. Hay nói cách khác, mình phải có chỉ trì và tác trì. Thế nào là chỉ trì? Chỉ là dừng, trì là gìn giữ. Mình phải giữ cái việc không nên làm. Ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Cái không làm đó gọi là chỉ trì. Còn bây giờ tác trì nè: phóng sanh, bố thí, chánh hạnh, ái ngữ, sống đời sống an lành, không rượu chè cờ bạc. Cái không làm, cái ác không làm là chỉ trì. Cái thiện cần làm thì gọi là tác trì. Đó là tinh thần của người Phật tử, phải chỉ trì và phải tác trì. Tác trì là phải làm lành, chỉ trì là phải bỏ ác. Thế thì chúng ta thực hiện lời Phật dạy bỏ ác làm lành chưa? Được không? Được. Cái gì xấu ác không làm là chỉ trì. Cái gì mà thiện lành mà làm là tác trì. Mà người nào có chỉ trì, có tác trì là người đó có giữ giới. Dù quý vị chưa ai thọ giới quy y, nhưng tự trong tâm mình vẫn biết ác không được làm, đã là giữ giới rồi. Cho nên đừng sợ quy y. Ngày nào mình thọ giới quy y chỉ là cái lễ để làm gì? Để hộp pháp cho mình trở thành một Phật tử thôi. Chứ thật sự trong đời sống hàng ngày mình đã từng bỏ ác làm lành rồi. Hôm nay phát nguyện để chính thức, để cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình. Lỡ vô thường nó đến, mình không sợ, vì cái thiện lành đã tác động trong tâm thức của mình. Cho nên quy y á, hồi nhỏ đó không biết gì hết, lớn lên có ý thức phải quy y, phải làm lễ lại, để cái pháp quy y nó tác động trong tâm thức của mình. Rồi có nhiều vị sẽ nói rằng thôi quy y rồi mất tự do, quy y rồi làm sợ tội, quy y làm có tội, bổ không quy y làm không tội à. Nhưng mà quy y rồi á, lỡ có muốn làm á, cũng nương tay, cũng biết cái gì mà tội lỗi để mà còn dừng lại kịp thời. Kính thưa Thầy, lần thứ tư con có duyên lành gặp lại Thầy tại tỉnh Thất Hiền Như. Thầy đã gầy đi. Có biết đó là một quá trình không? Thầy đã gầy đi, nhưng diện mạo lời nói của Thầy vẫn ấm áp truyền cảm, giúp Phật tử chúng con luôn tìm đến Thầy để nghe những bài pháp thật bổ ích cho cuộc sống của chúng con. Thầy vẫn giảng cuộc sống là vô thường, nhưng tại sao, vì sao trời Phật nhiệm màu quyền năng mà lại để thế gian này những người hiền lành đạo đức sống phải lại quá vãng sớm, còn những người điêu ngoa hung dữ lại sống yên vui lâu dài? Như chồng con, một người chồng, một người cha sống rất vẹn toàn với gia đình, dòng họ, nhưng tại sao cũng đi quá sớm? Nhiều lúc con nuôi chồng tại phòng hồi sức tích cực, con thầm buồn trời Phật sao không thương gia đình con. Con không biết trời Phật nhiệm màu có để cho con tin như con đã từng tin tưởng bấy lâu nay.
Con đã khóc thật nhiều khi chồng con ra đi và không biết mình đặt niềm tin vào nơi nào. Con buồn lắm thầy ạ. Khi đọc được cái lời này á, thì chúng ta rất là thông cảm. Nhưng mà bởi vì mình đã đặt để Đức Phật ở một cái vị trí khác, cho nên khi mình không được như ý thì mình lại thất vọng với Phật. Đức Phật đã từng xác định tôi chỉ là một người thầy chứ không phải là một ông thần. Nếu mình đến với đạo Phật bằng con đường tin tưởng vào sự quyền năng của Đức Phật thì Đức Phật không làm được. Nhưng nếu chúng ta đến với Đức Phật bằng lời dạy của Ngài để giúp cho mình vượt cái khổ, bây giờ cho dù vị Phật tử này buông Phật hay là giữ Phật, thủy chung cuộc đời vô thường biến đổi vẫn đến như thế. Nhưng mà bởi vì chúng ta cứ nghĩ rằng hễ người nào hiền phải sống lâu. Thưa đại chúng, Phật có hiền không? Nhưng mà tuổi thọ Phật cũng có 80 thôi. Rồi quý vị nhìn vào nhan hồi có 30 tuổi. Nhìn vào những bậc tôn đức mà đã làm biết bao nhiêu việc cho đời, cho đạo. Tuổi thọ có 40, tuổi thọ có 20 mấy. Cái vấn đề không phải là chúng ta sống dài hay sống ngắn, mà vấn đề là trong thời gian sống chúng ta đã sống như thế nào. Chứ còn dài ngắn thì không biết được, và nó tùy vào cái duyên phước của mỗi người. Chưa chắc chúng ta ở lại đây mà chúng ta hạnh phúc à. Tại nhiều khi cái người đi sớm vậy mà nghiệp người ta nhẹ, ta khỏe, ta đi rồi ta khỏi lo. Tại vì cái điều đó cũng không nói được đâu, do cái nhìn của chúng ta thôi, do chúng ta cảm nhận thôi. Cho nên Pháp Hòa thông cảm, đại chúng cũng thông cảm cho tâm trạng của cô. Nhưng cô nên hướng Phật bằng một cái pháp, cái giáo pháp là Đức Phật cho mình giáo pháp để chúng ta vượt khổ, để thấu được cái đạo lý của đời, chứ không phải là Đức Phật cho mình những cái quyền năng. Nếu mà Đức Phật á, giữ người hiền mà phạt người hung dữ thì Đức Phật là thần, phải không? Đức Phật là một ông thần mà Đức Phật không phải là thần. Mà nếu mà có quyền năng như vậy á, thì mình sẽ đến với Ngài lúc nào cũng có một sự trao đổi. Này, con cúng Ngài một nải chuối, Ngài cho con trúng số 100. Tức là mình lúc nào mà không để ý, mà không khéo là quý vị để ý coi, hình như là phần lớn đôi lúc mình tới với Phật có điều kiện hết á. Phật cho con mà qua được cái khổ kỳ này, con in 100 cuốn kinh, con cúng dường, con ăn chay tháng, con bố thí gì đó. Ta là không khéo là mình đến với Phật đều có một cái điều kiện hết. Nào, nhưng mà Đức Phật không có cho mình được cái đó. Mà Đức Phật có là cho cái gì? Còn nếu mà nói Đức Phật linh hiển mà ban cái gì cho mình đó, cái đó một phần thôi. Cái phần chính là cái phước của mình. Cái phước của mình. Bây giờ ví dụ cái người đó người ta không có, người ta không có khỏe, mình cho người ta biết bao nhiêu thức ăn bổ dưỡng, họ cũng đâu ăn được. Tại vì cơ thể họ không tiếp xúc được cái đó. Thì người có phước cũng thế. Người có, người mà khỏe mạnh thì ăn gì cũng được. Người không khỏe thì không gì ăn được. Người có phước thì sao cũng được. Mà người không có phước thì nhiều khi có phước cũng tùy phần nữa à. Được cái phước này mà mất phần phước khác. Ví dụ như mình được phước ở nước Mỹ, nhưng mà bù lại không có phước sống, bệnh tật tối ngày. Rồi có nhiều khi mình không có phước ở sức khỏe, nhưng mà bệnh có phương pháp. Nó thành nữ là phước nó cũng đa dạng lắm. Ông thầy khai thị ba câu: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Câu thứ hai: không nghĩ thiện không nghĩ ác, bản lai diện mục. Câu thứ ba là tịch tỉnh. Cái câu hỏi là có đồng nghĩa không? Thưa đại chúng, cũng là đồng nghĩa. Trước hết, câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm
Câu này xuất phát từ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang có câu này, cái nghĩa là mình nên sanh một cái tâm. Tâm này là tâm không có chỗ nào để mình bám trụ. Nghĩa là gì? Nghĩa là chúng ta làm bất cứ việc gì, tâm mình đừng trụ cảnh, trụ người, trụ việc gì hết. Thì tâm sống được như vậy á, thì cái tâm mình lúc nào cũng tĩnh lặng mà không có bị khó khăn. Pháp Hòa ví dụ. Ví dụ như hôm nay Pháp Hòa đến đây, vì cơ duyên Pháp Hòa được có sức khỏe, có thời gian, và tỉnh thất hiền như cũng đầy đủ phương tiện, phối hợp cả ba, chúng ta tổ chức một cái buổi này cộng với quý vị. Sau buổi giảng này, quý vị về, Pháp Hòa về nghỉ, mai sáng bay về Canada. Có tụ, có cười vui, có bắt tay, có chụp hình. Có hỏi, thầy nhớ con không? Có hết. Nhưng mà sau cái buổi này rồi thì tất cả chúng ta trở về cái vị trí của mình mà không cần bám trụ gì hết. Lần khác Pháp Hòa trở lại, quý vị nghe tin, quý vị có thời gian, quý vị trở lại. Tại vì có thể lần sau quý vị bận rộn, quý vị không đến được. Cho nên trong cuộc sống này, nếu mình làm gì cho ai mà mình cũng trụ cái tâm mình vô đó, đó nhỏ đâu đâu tôi giúp đó. Anh chàng này xưa tôi phụ nè, cái tâm mình chừng 5 lần là chật cứng à. Vì tâm mình không có trụ quá một cái gì hết, việc gì mình thấy mình có khả năng mình làm được, mình giúp là mình giúp. Ví dụ bây giờ người đó xin mình giúp mà mình không có khả năng, mặc dù rất muốn giúp mà không có khả năng, thì cũng đâu có giúp được, phải không? Cho nên rất là may nè, gặp lúc người đó cần, ngay lúc mình có thể chia sẻ là cứ chia sẻ. Và người sống được với cái tâm không trụ bám ở đâu thì người đó luôn luôn tâm lúc nào cũng tĩnh lặng. Pháp Hòa ví dụ á, con người mình á, sở dĩ mà mình dễ hay quên hay là lẫn lộn á, tại vì cuộc sống mình quá nhiều thứ để mình phải nhớ, phải chọn. Nội quần áo thôi, và nội giày dép thôi, thì quý vị đã thấy quá chừng thứ để mà mình phải bận tâm. Trước khi ăn bữa tiệc là cũng mất 1 tiếng đồng hồ rồi đó. Phải chọn cái đồ nào nó đi với cái đôi giày nào, vân vân. Kim Cang nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nghĩa là nên sanh một cái tâm mà không trụ bám vào đâu. Cái câu thứ hai, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, bản lai diện mục. Cái câu này là ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Thì khi vị đó được hỏi, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, thế nào là bản lai thành? Ngang đó vị đó tỉnh. Bản lai là nếu mà nói theo chữ á, diện là mặt, mục là mắt. Mắt mặt xưa nay của mình, nhưng mà thường ta ít nói vậy, ta nói là mặt mũi xưa nay của mình. Mặt là tĩnh lặng, không hề có một chút thương ghét gì hết. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, đây là mặt mũi xưa nay nè. Này gọi là quy y Tam Bảo, cầm ba cây nhang. Ví dụ vậy nè, khi nào mình vui á là cái nét mặt mình nó vui, khi nào mình buồn á là cái nét mặt mình nó buồn. Nhưng mà cái vui và cái buồn này là hai cái lâu lâu hay là thường nhật của mình? Thường nhật của mình là mặt sao? Bình thường. Bình thường, thí dụ mình ở nhà mình là bình thường. Cái bình thường này nó cái mới là cái thường của mình. Còn lâu lâu mình được cái gì đó mới vui lên cái, rồi lâu lâu mình gặp cái gì mình nóng ấy mình mới bực bội. Cái buồn và cái vui là hai cái diện mạo của bất thường. Còn cái bình thường của mình nhất là
Bình thường. Hiểu ý không? Vậy thì mặt mũi xưa nay của mình là không thiện mà không ác. Thí dụ bây giờ mình cũng là cái cô đó đó, mình gặp mình thương lắm, cái mình giúp. Chơi đâu được 3 tháng phát hiện người này tham quá, cái bắt đầu khiều à, tôi nghỉ rồi. Trời ơi, thấy mặt sáng láng chú tham lắm nghe. Tức là mình nào, cũng 3 tháng trước mình thương, 3 tháng sau mình không thương. Vậy thì mình có chỗ trụ rồi đó. 3 tháng trước trụ thương, 3 tháng sau trụ ghét, phải không? Mà cuộc đời này nếu mà mình không thương không ghét là mình sẽ nhẹ hơn. Nghĩa không phải là mình thờ ơ, nhưng mà tôi bình thường thôi. Thí dụ chị cần tôi giúp là tôi giúp, chị không cần là tôi xong. Tôi không cần phải đặt để là chị rất là dễ thương. Mà thường mình có cái khuynh hướng là ai mà dễ thương là bán quảng cáo. Có biết nhỏ đó không? Trời, tội nghiệp lắm. Thế này thế kia mà tới hồi mình không ưa rồi. Có biết nó không? Trời ơi, ghê lắm. Tức là cũng mình hết á. Cũng mình hết á. Cho nên cái mặt mũi xưa nay của mình không phải cái đó. Mặt mũi thế trước khi mình quen với người đó, mình gặp họ là mình bình thường. Mình bình thường, nhưng mà khi mình quen người đó, mình hiểu người đó rồi là một là mình thương, hai là mình ghét. Thành ra cái này là bất thường nè. Vậy thì không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thế nào là bản lai diện mục của mình? Nghĩa là tâm anh không khởi, dù vui hay buồn. Bản lai diện mục của anh, mặt mũi xưa nay của anh, nói cách khác là tâm tánh của anh là ở trạng thái bình thường. Và cái bình thường mới chính là cái chúng ta cần có. Còn cái bình, nhưng mà chúng ta thường sống với bất thường, chứ phi thường ít lắm. Ví dụ như người ta chửi mình mà mình vẫn nhịn được mới là phi thường. Còn người ta chưa chửi là đã chửi trước rồi. người ta chưa có đối với mình xấu là mình đã xấu trước rồi. Vì tại sao biết không? Ra tay trước vẫn hay hơn. Cho nên có nhiều người á, họ nói con không bao giờ chịu lỗ đâu, thà con đá nó trước. Thưa đại chúng, cái tâm của chúng ta nó ở 3 trạng thái. Một là vui, hai là buồn, ba là trung bình. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói á, không thiện không ác, bản lai diện mục xưa nay, cái cuộc sống bình thường của mình nó mới là thường của mình. Cũng giống như mình ăn cơm nhé, mỗi ngày ăn cơm bình thường đó là thường. Còn cuối tuần mới có những món đặc biệt, hay là khi có tiệc mới có những cái món đặc biệt. Còn tất cả những ngày thường của chúng ta là những bữa cơm bình thường. Mà chính cái bình thường nó mới là cái thường của mình. Và cái gì thường thì cái đó mới lâu dài, mặc dù nó vẫn vô thường. Nhưng mà còn cái mà vui giống như chiều hôm nay mình gặp nhau, ngắn lắm, 2 tiếng, 3 tiếng là đã xong. Cái này cũng là vô thường. Quý vị hiểu ý không? Cái thứ ba là tịch tỉnh. Chữ tịch á là vắng lặng. Chữ tỉnh á là sáng suốt. Vắng lặng mà sáng suốt chứ không phải vắng lặng mà mê mờ. Ví dụ như tối mình tắt đèn mình ngồi thiền, thấy mình ngồi tĩnh lặng nhưng mà tâm trí rất sáng. Tâm khởi lên gì biết nấy. Ví dụ đang ngồi thiền vậy, tĩnh lặng, không ai thấy, không ai biết. Nhưng đang ngồi vậy thì trong tâm nó khởi lên. Ngày mai đi chợ nhớ mua hành. Cái thì mình mới nhắc mình nói giờ này là ngồi thở chứ không có hành gì nữa hết. Trở lại hơi thở. Tỉnh là mình biết, tâm mình khởi cái gì mình biết. Tịch là vắng lặng, tỉnh là biết. Cho nên các thầy á, người tu mà chúng ta đến cái chỗ viên tịch là rất cần. Tịch là vắng lặng, mà viên là viên mãn, nghĩa là sự vắng lặng viên mãn. Người nào mà sống với vắng lặng viên mãn là người đó có niết bàn. Chữ niết bàn là gì? Là khi nào tâm mình vắng bặt hết tất cả mọi cái phiền não khổ đau. Tiếng Anh gọi là tiếng Phạn là Nirvana. Chữ N là No, N-I-R, N là No. Vana là Negatives. Khi nào tâm mình No Negatives, cái đó gọi là Nirvana. Vậy thì Niết Bàn là chữ phiên âm từ Nirvana.
nghĩa là tâm không có bị dao động. Vậy thì Niết Bàn là trạng thái của tâm, cho nên gọi là tịch tỉnh hay là viên tịch. Và vì vậy chúng ta đã dùng cái chữ đó để gọi quý tôn đức khi các ngài qua đời. Các ngài nói hòa thượng đó đã viên tịch vào lúc 5 giờ ngày mấy đó. Riết cái mình nghe chữ đó mình sợ, mình nói trời chữ này chết chết đó. Không phải, viên tịch là một quá trình tu mà tu cao à, tĩnh lặng á. Nhưng mà bây giờ cái chữ chết đối với các bậc tôn đức nó bình thường quá, thì chúng ta lại gọi cái từ trong Phật Pháp là vị này bây giờ đã đi vào chỗ vắng lặng toàn vẹn, gọi là viên tịch. Bây giờ Tết nhất mình gặp nhau mà nói đầu năm mới con chúc bác suốt năm viên tịch. Tốt chứ có sao đâu. Nghĩa là chúc bác tâm lúc nào cũng tĩnh lặng, không bị bôn ba bất cứ chữ. Mình nghe chữ đó mình sợ quá. Ê, có chút lộn không? Viên tịch là một trạng thái của Phật, rất là Phật. Nhưng mà tại vì mình bị những cái chữ đó, ví dụ như một số người, người ta đi vô nhà hoàng á, đi phúng điếu người thân bạn bè gì mà vô nhà hoàng cái nghe mở máy niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ đưa máy đâu dám lấy. thôi ghê quá. Mỗi lần con mở máy để lên nó ám ảnh. Tội nghiệp Phật. Chúng sanh mình dễ lắm, dễ nhiễm lắm phải không? Cho nên á, cái đó cũng nghĩ một chiều rồi đó. Ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thưa thầy, chánh niệm là như thế nào? Con không hiểu. Chánh á, là chân chánh, là ngay thẳng. Niệm là nhớ nghĩ. Mình làm việc gì, mình nhớ nghĩ đến việc đó, mình biết rõ việc đó gọi là chánh niệm. Ví dụ như mình ăn, mình biết rõ món ăn này là món gì và mình có thể ăn được bao nhiêu, gọi là chánh niệm ăn uống. Ăn cái gì biết mình ăn cái đó. Có nhiều vị nói ồ nói vậy á khỏe, con uống rượu, cái con nói con chánh niệm uống rượu. Đây là XOX, con biết đây là XOX, vậy là chánh niệm rồi. Cái đó cũng đúng. Nhưng mà nếu mà chánh niệm sâu hơn nữa là con uống rượu, con biết con uống rượu, mà chánh niệm có đưa con xa hơn để thấy rằng rượu này có giữ cho mình sức khỏe không? Nếu mình chánh niệm rõ là mình biết rằng đây là độc tố, thì mình đã biết gọi nó là độc tố, thì mình phải biết nó tàn hoại thân thể mình cỡ nào, là chánh niệm. Ví dụ như quý vị ngồi thiền á, cái lưng mình nó đau, chánh niệm biết rất rõ là lưng đau. Cái chân mình nó tê, mình biết rõ là chân tê, thì mình nhẹ nhàng mình đổi cái cách ngồi để làm cho cái chân mình nó dễ chịu, nhưng biết rất rõ chân đang tê và tôi đang chuyển cách. Để giúp cho cái chánh niệm đó, mình có bài kệ đổi khi tê chân. Khi tê chân á, có bài kệ đổi chân nè. Khổ thọ và lạc thọ. Khổ thọ là thọ nhận cái khổ là đau chân đó. Lạc thọ là thoải mái. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Ôi nó chẳng giống như những đám mây trời vậy thôi. Nó đau rồi chút nó hết, phải không? Vậy thì nhớ khổ và lạc chẳng qua là những trạng thái của vô thường. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Hơi thở là dây neo thuyền về nơi bến cũ. Quan trọng nhất, trong khi mình đổi cách ngồi mà hơi thở mình vẫn duy trì liên tục, chánh niệm liên tục, hơi thở là sợi dây cột tâm mình, không để mất mình. Đau chân biết đau chân, đổi cách ngồi biết đổi cách ngồi, mà tôi không hề mất chánh niệm. Chánh niệm là biết rõ. Thí dụ như mình lái xe buồn ngủ, phải biết mình buồn ngủ. Lái xe phải nhìn đồng hồ, hình như mình đang over speed để mình thắng lại. Tức là khi mình lái xe, cho nên nó có cái bài kệ trước khi đề máy xe. Để chìa khóa vô đọc kệ, kệ đề máy xe.
Trước khi cho máy nổ, tôi biết tôi đi đâu. Xe với tôi là một, xe mau tôi cũng mau. Cầm cái remote control lên trước khi coi tivi, đọc bài kệ coi tivi. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Mình có quyền chọn tất cả những channel, những đài để mình xem, thì chúng ta cũng có quyền chọn cái gì tích cực để chúng ta tiếp xúc mà không để tâm mình phiền não khổ đau. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Chánh niệm là vậy đó. Ngủ mơ hay thấy đi lạc đường, có lúc đi con đường sáng rộng, có lúc đi vào con đường tối. Vậy là sao thầy? Bữa nay đi vô tới mơ. Hiện tại nói chưa xong sao nói tới mơ. Khi nào mình lạc đường là mình quẹo vô wrong exit. Thưa đại chúng, nằm mơ nó có 5 trạng thái, 5 lý do để mình nằm mơ. 1 là do quá khứ, 2 là do hiện tại mình sống mình hay suy nghĩ vấn đề đó, 3 là thiện thần nhắc nhở, 4 là các quỷ thần phá quấy mình, 5 là sinh lý không bình thường. Thì khi mà chúng ta ngủ, thỉnh thoảng chúng ta thấy những giấc mơ lạ. Thì có những giấc mơ đó cũng giống như là một sự nhắc nhở. Ví dụ như mình thấy là có khi mình đi lạc đường, có khi mình đi đúng đường, có khi mình ở đường sáng, có khi đường tối. Thì cũng giống như cuộc sống của mình vậy thôi. Có khi tâm mình rất tĩnh lặng và sáng biết và sống rất chánh niệm, và có những lúc mình sống rất mê lầm. Đó là một sự nhắc nhở. Ví dụ mình đừng bàn chi xa xôi. Mình thấy giấc chiêm bao vậy, mình đặt câu hỏi là nó cũng giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Thế thì chúng ta không bị muốn lẫn lộn trong cuộc sống mình, thì mình cố gắng mình tạo cho mình những cái cách đi, những con đường đi cho nó đúng đắn. Khi con bệnh nan y không thể cứu chữa, con muốn kết thúc cuộc sống thì có phạm tội hủy hoại, làm trái lời Phật dạy không? Và khi con của con thực hiện một ý nguyện của con thì con có bị tội không? Bệnh thì ai cũng bệnh, nhưng mà không vì bệnh mà mình hủy thân. Cho nên bác đừng có suy nghĩ tiêu cực như vậy. Tất cả chúng ta ở đây không người nào mà không có cái ngày cuối đó. Cho nên là nếu mà ai cũng nghĩ như mình thì coi như là mình, cuộc sống này nó không có một cái gì mà để chúng ta cảm thấy cần phải làm gì. Bây giờ trước khi mình chết, cái quan trọng là chúng ta đã sống như thế nào. Cho nên trong Kinh Pháp Cú có câu á, người sống trăm năm không thấy đạo không bằng người sống một ngày mà thấy đạo. Chữ đạo này không phải đạo Phật. Chữ đạo này chính là chân lý để sống. Thấy được lẽ thật là thấy đạo. Cho nên người sống một ngày mà thấy được đạo lý, thấy được lẽ thật thì người đó vẫn vui. Vì vậy mà hồi xưa có vị mới nói đó, buổi sáng mà nghe đạo lý, buổi chiều chết cũng vui. Triêu văn đạo, tịch tử khả hỷ. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng vui. Và cái đạo này chính là đạo lý, chân lý để chúng ta sống. Con có ý nguyện khi chết sẽ hiến xác, sau đó thiêu và rải tro xuống sông. Con không muốn con cháu làm bàn thờ không cúng. Con không muốn con cháu gánh nặng. Vậy có ngược đạo lý không ạ? Cái này mình tùy theo hai cái nhìn. Nếu nói đúng chân lý là vậy đó. Chết rồi là thiêu, là rải xong, là khỏi cúng quái gì hết, khỏi thờ phượng gì hết, là chân lý đó. Nhưng mà cái đó ở cái mặt lý tánh, lý tuyệt đối. Còn chúng ta vẫn sống trong vòng đối đãi của thế gian. Nếu chúng ta nghĩ rằng sau khi mình chết
mình dẹp hết thì cũng tốt thôi, khỏi con cái phải lo. Nhưng bù lại, con cháu không còn đi theo cái truyền thống xưa giờ của tổ tiên là để trở về, để có một cái hướng trở về, để cắm rễ vào gia đình. Cái bàn thờ đó không phải mình ngồi đó, mình không ngồi đó. Cái bàn thờ đó là một biểu tượng, một hướng để cho các con hướng về. Nếu không có bàn thờ đó, nó không hướng nữa. Cho nên nếu mình nghĩ rằng mình đi rồi nhưng mình muốn để lại cái gì đẹp nhất, đó là văn hóa, truyền thống, đạo đức của tổ tiên xưa giờ của mình, thì quý vị chấp nhận cho con cháu làm bàn thờ. Nhưng mà cái quan trọng là một đám tang không phải rườm rà và thật đơn giản. Rải tro cũng không sao hết, nhưng mà cái bàn thờ tổ tiên nên giữ, để con cháu còn có cái hướng để trở về. Nếu không có một cái đó đặt đó thì coi như là mất phương hướng. Cho nên thưa đại chúng, Pháp Hòa xin thí dụ nha. Ở Việt Nam mình á, nhà nào mà có đám tang á, thường ta hay treo một cái lá cờ trắng có cái chữ thập màu đỏ. Ai đi ngang thấy nhà nào treo cái đó đó là biết nhà đó có tang. Ở trong cái nghi thức cúng cô hồn mà chẩn tế đó, có một cái lễ gọi là lễ thượng phan. Thượng phan là dương một cái lá phướng rất là cao ở trước cửa chùa trong 3 ngày cúng đó. Mà trong cái biến, trong cái đó ghi gì biết không? Hồi xưa người ta kêu là cái phướng, bây giờ người ta kêu là cái announcement, cái thông báo. Hôm nay ở đây có tổ chức trai đàn chẩn tế cúng thí cô hồn cho tất cả các loài cô hồn chết dưới nước, chết trên bờ, gọi là thủy lục. Lục là trên bờ, thủy là dưới nước. Thủy lục trai đàn bình đẳng giải oan. Thí dụ vậy đó, nghĩa là tất cả những người chết bất cứ hình thức oan ức nào, bị giết, bị giết nè, bị sát hại, bị phá thai, vân vân, tất cả những hình thức chết đều là chết oan ức. Đang đi bị người ta đụng xe, vân vân, thì những người đó bị như trở thành một cô hồn không nơi nương tựa. Hôm nay nơi này sẽ có đàn tràng cúng tế cho quý vị, cho nên trương cái lá phướng đó lên, ghi tất cả những cái chữ đó để làm chi? Mình thuộc cái cấp nào trong cái cách chết đó thì hãy về đây mà nghe kinh mà thọ hưởng. Vậy thì cái lá phướng đó là gì? Là biểu tượng hướng lên, dương lên để cho mọi người nương vô đó mà trở về. Thì cái bàn thờ cũng vậy. Bây giờ sẵn đây Pháp Hòa xin thưa đại chúng, tượng Phật này không có Phật ngồi trong. Phật không có ngồi trong tượng đó. Mình hùng tiện lại làm ra ngày mà. Như tượng Phật không cho mình được phước, nhưng mà tượng Phật là biểu tượng, là cái hướng để mình tạo phước. Hai cái nói khác, Phật không cho, nhưng mà biểu cái tượng này có khả năng giúp mình tạo phước, bởi vì mình sanh tâm cung kính cúi đầu. Một cái giây phút sanh tâm cung kính hướng cúi đầu là giây phút đó chúng ta có phước. Cho một cái ông đông ác ôn lắm, mình xá chào ông, ông có phước gì đâu mà mình xá, đúng, ông không cho mình phước, nhưng ổng đứng đó là một con người, mình chào được ổng, mình sanh phước. Phước là phước cung kính một con người. Còn ổng tốt, ổng xấu không phải chuyện của mình nói. Hai cái nó khác, mình không cần ca ngợi ổng, mình không cần tán dương ổng, nhưng thủy chung ổng là một con người thì chúng ta chào. Tuổi đời ổng lớn hơn mình cúi đầu xá ổng, chào ổng có phước. Ổng không cho mình phước, nhưng ổng giúp cho mình tạo phước. Bức tượng không ban phước cho mình, nhưng mà tượng giúp cho mình sanh phước, tạo phước. Thì bàn thờ cũng vậy. Quý vị muốn rải tro cũng được, nhưng bàn thờ giữ cũng tốt. Muốn không thờ cũng không sao hết, không muốn làm phiền con. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng cái đó để biểu lộ giúp cho con cháu có biểu tượng để trở về, thì điều đó mình nên làm. Con nghe thầy giảng pháp nhiều năm nay, bất cứ khi nào có thể nghe ngày và mỗi đêm, con xin nguyện ráng làm điều lành, ráng giữ tâm ý trong sạch. Con cố gắng mỗi ngày như vậy thì phước đức nếu có được đó có chuyển cho cha mẹ và con của con không? Tùy theo tâm mình hồi hướng thôi.
Ví dụ như quý vị đi làm về, quý vị bỏ vô account, thì mình muốn chi phí gì mình chi, muốn cho ai mình cho. Quan trọng là cái phước mình tạo có đúng phước không. Thật sự là mình có phước rồi thì mình hồi hướng cho ai cũng được. Nhưng mà trước khi mình hướng, mình phải hồi. Hồi hướng, hai chữ đó. Hướng là mình hướng về người ta, hồi là mình quay trở lại. Trước khi muốn cho ai, mình phải hồi lại mình. Coi cái này nó nhiêu mà hồi. Trước khi mình hướng. Ví dụ như mình mời người ta ăn mỏng, kêu không, không để ý nồi cơm. Ta ngồi xuống đó cái dở ra nồi cơm còn có một chén. Trước khi muốn mời cơm phải chạy vô coi nồi cơm cái là hồi. À cơm còn dư, đủ ăn, chạy ra mời. Vậy là kêu hồi hướng. Ông đóng tới nhà người ta chơi, cái người ta mời ông ăn cơm, cái ông ăn. Ông ăn, cái ông ăn hết chén cơm, cái ông thấy sao chủ nhân không có kêu bới chén nữa. Cái ổng mới nói, trời ơi, hồi nãy tôi đi ra đằng sau giường, tôi thấy nha, cây cam nhà anh á, trái nào trái nấy sao mà nó to, nó đẹp, bự như cái chén này. Ổng đưa chén không ra. Ông chủ nhà, ông nói, ôi chà, nhà tôi trái cam này nó còn nhỏ anh. Ông anh tôi á, ổng trồng cam mà trái nào trái nấy nó bự như cái nồi này nè. Ổng đưa nguyên nồi không ra. Ông kia quê cất chén cơm luôn. Tại sao tượng Quan Âm hay thờ ở trước chùa? Tại vì chùa có chỗ. Thờ trước cũng hỏi, thờ sau cũng thắc mắc. Thưa đại chúng, là tại sao chúng ta thờ Đức Quan Âm ở trước cửa chùa? Đây là một cái đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Bởi vì theo Phật giáo Việt Nam, luôn luôn biểu tượng và đề cao tinh thần từ bi nhẫn nhục. Đức Quan Âm biểu tượng của cứu khổ. Cho nên thay thờ Ngài trước cửa chùa, để nói lên rằng cửa Phật từ bi. Cửa Phật từ bi cho nên thờ trước cửa đó. Từ bi là Đức Quan Âm. Thờ ở trước cửa chùa là nói lên đến cái tinh thần của Đạo Phật là cửa Phật từ bi. Và vì cửa Phật từ bi cho nên cứu độ hay là giúp đỡ những tâm hồn khổ đau. Chữ cứu độ không có nghĩa là vô rồi ban phép một cái là hết khổ nha. Mà mình vào đây để mình được thừa hưởng những cái giáo pháp chuyển khổ. Bên cạnh đó, Đức Quan Âm còn biểu tượng cho nhẫn nhục. Cho nên tay Ngài cầm cái bình nước và cây dương liễu. Cây dương liễu là một loài cây mềm mỏng, không có gãy. Bởi vì nó không cứng, cho nên gió thổi nó không gãy mà nó đi theo cái chiều gió thổi. Ví dụ như gió thổi tay phải, nó theo tay phải. Thổi tay trái theo tay trái. Nhưng hết gió thì nó dừng lại cái vị trí của nó. Chúng ta sống ở đời cũng phải mang một cái tinh thần uyển chuyển. Chúng ta biết tùy thuận mọi pháp. Nhưng mà cuối cùng xong mọi việc thì chúng ta trở về được vị trí của mình. Quý vị hiểu ý vậy đó. Uyển chuyển tùy duyên, nhẫn nhục nhu hòa, từ bi, cứu khổ. Đó là những cái hạnh nguyện của một người đệ tử Phật. Cho nên Phật giáo Việt Nam thờ Đức Quan Âm trước cửa chùa. Anh đi ngang trước khi vô lễ Phật, anh xá Đức Quan Âm cái. Anh đem cái năng lượng nhẫn nhục, từ bi, chịu đựng trước khi vào công quả. Tại vì ở nơi công quả, anh đổ công ra rất nhiều, nhưng mà cuối cùng anh mang về quả gì? Quả đạn, quả bom hay là kết quả của sự tu tập chuyển hóa. Ngược lại, ở chùa Trung Quốc thì không để Đức Quan Âm, nhưng mà chùa Trung Quốc bước vào thì gặp Bồ Tát Di Lặc ngồi cười hỷ hạ trước cửa chùa, để biểu tượng rằng anh sắp sửa bước vào cánh cửa này, thì trước hết và việc đầu tiên anh nên có lòng hoan hỷ.
Hoan hỷ là niềm vui. Cho nên sau lưng Ngài Di Lặc Bồ Tát để tượng hộ pháp. Anh hoan hỷ, anh mới hộ pháp được. Nói cách khác, anh có niềm vui, anh mới phụng sự lâu dài. Anh không có niềm vui thì phụng sự của anh sẽ tùy theo cái vui buồn của anh mà nó còn, nó mất. Còn nếu anh có niềm vui rồi thì phụng sự không ngừng nghỉ. Đó là ý nghĩa thờ Quan Âm hay là Di Lặc trước cửa chùa. Tại sao đa số chùa không thờ tượng Phật A Di Đà? Dạ không phải đa số đâu, cũng phần. Thưa đại chúng, Đức Phật mà chúng ta thờ căn bản nhất đó là Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ của cõi Ta Bà của chúng ta đây. Nói theo lịch sử, Ngài là người khai sáng ra đạo Phật ở trái đất của chúng ta đang sinh sống. Cho nên nếu cái điều căn bản nhất là chúng ta thờ tượng Phật Thích Ca. Còn tất cả Phật Bồ Tát khác thì tùy theo mỗi hoàn cảnh hay là pháp tu của mỗi chùa mà thờ thêm. Ví dụ chùa đó chuyên tu tịnh độ, niệm Phật cầu vãng sanh thì thờ Phật Di Đà. Ở chỗ đó ta thờ để mà cầu siêu cho người mất, ta thờ thêm ngày Địa Tạng. Vậy thôi, chứ không phải là có lý do gì. Căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Cho nên Phật tử tại gia cũng vậy, Pháp Hòa hãy khuyến khích đó. Nếu quý vị nào không có hoàn cảnh thờ Phật nhiều, quý vị chỉ cần thờ một trong hai hoặc là hai. Phật Thích Ca là một, biểu tượng cho vị thầy cõi đời này. Thứ hai là thêm Đức Quan Âm Bồ Tát, vì theo tín ngưỡng của Á Đông mình là Ngài cứu khổ cho mình. Thí dụ vậy đó, cho nên thêm nữa là Đức Quan Âm. Còn nếu không có, một tượng Đức Phật Thích Ca cũng được, hoặc là một tượng Đức Quan Âm cũng được. Vì một là biểu tượng cho tất cả, chứ không phải thờ bao nhiêu mới đủ. Bởi vì đức tánh trên thế gian này nhiều lắm. Chúng ta thờ mỗi vị, mỗi bức tượng là mỗi một cái đức tánh. Thí dụ như Địa Tạng là đại nguyện, Quan Âm là đại bi, Thế Chí là đại lực, Văn Thù là đại trí, Phổ Hiền là đại hạnh. Cho nên mình thờ các vị Bồ Tát, mỗi vị biểu tượng một cái hạnh tu. Nhưng mà một vị cũng đã đủ rồi. Chờ còn nói là không thờ không phải là có thể một là chùa đó người ta tu thiền, ta không phải tu tịnh độ. Hai là cho dù người hoặc là chùa đó thiền tịnh xong tu nhưng mà không có chỗ. Thứ ba nữa là người ta quan niệm một là tượng trưng cho tất cả thì cũng không phải có đủ hết các tượng mới được. Hoặc vì không có chỗ thì người ta cũng không thể bày ra nhiều được. À, vân vân. Cho nên không có một cái luật lệ nào, tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi chùa hoặc là pháp tu mà chúng ta có thêm những bức tượng Phật thôi. Còn căn bản nhất là chúng ta thờ Đức Phật Thích Ca. Bởi vì Ngài là ở cõi đời của chúng ta, người khai sáng ra đạo Phật. Hay nói hay hơn là tất cả những vị Phật Bồ Tát khác chúng ta biết được là do nhờ Đức Phật Thích Ca giới thiệu. Không có Phật Thích Ca thì mình chẳng biết vị kia ở đâu hết. Phật Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng vân vân, toàn là do Đức Phật Thích Ca giới thiệu không. Thôi câu hỏi cuối ha. Bạch Thầy, cho con xin hỏi, theo sự nhìn thấy hạn hẹp của con, các khóa tu học Phật Pháp, các nơi quý thầy thuyết pháp giảng dạy, các nơi từ thiện, các nơi làm công quả vân vân đều là người nữ nhiều hơn người nam. Mà tại sao chức năng của người nam trong đạo Pháp nhiều hơn người nữ? Có phải là người nữ trí thức kém, hiểu biết chậm vân vân? Bữa nay qua vụ này nữa ha. Thưa đại chúng, quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là tại sao các nơi xuất hiện phần lớn là người nữ, nhưng mà khi đi vào công việc á, thì cái chức năng của người nam nhiều hơn. Bây giờ Pháp Hòa nói cái này á, là nói theo cái bình thường trong cuộc sống, chứ không phải là mình có tâm kỳ thị. Thường thường á, người nữ á,
tâm rất là dễ phát, dễ phát tâm lắm, nhưng mà trụ tâm rất khó. Thí dụ như người nam người ta muốn làm gì ta cũng suy nghĩ kỹ người ta mới làm. Ít khi nào người ta phát biểu một cái điều gì đó mà nó ngay chỗ đó mà người ta chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Người nữ thì hay nhanh nhẩu cái đó hơn. Ví dụ như người ta tới, người ta hỏi chị cho em mượn tiền hay tôi khang khổ gì. Thì thường cái người suy nghĩ kỹ là người ta biết ta có tiền. Nhưng ta phải về người ta suy nghĩ coi người ta còn những công việc gì nữa. Rồi ta có thể cho mượn bao nhiêu. Rồi ta dò la người này từ từ rồi mới quyết định. Không sao đâu em, chị có để chị đưa. Mình hứa rất là vội. Nhưng tới hồi về nhà điều tra ra thấy cô này chuyên môn lường gạt cái phone. Xin xin lỗi em chị không giúp được. Dễ cho làm cho ta giận không? Tức là mình dễ sanh, mình dễ phát tâm. Đó là chưa nói cái trường hợp là mình phát tâm nhưng mà giận hờn bỏ cuộc nửa chừng nữa. Tới hồi phát tâm là rần rần dữ lắm. Nhưng mà giận cũng rần rần dữ lắm. Tại vì khi đi vô rồi một cái tập thể làm việc là hờn giận, trách móc rồi buông xả. Người nam thì ít. Người nam thì không phải, đây là Pháp Hòa nói không có phải kỳ thị, nhưng mình nói bản tính, cái bản chất của mỗi người. Cộng thêm á, người nữ khi có lãnh một trách nhiệm, một cái công việc gì mà nó có tính cách quan trọng thì thường hay lớn tiếng hơn, hay có những cái biểu lộ là xin lỗi mình tạm dùng sám hối đại chúng là ta đây hơn. Đây là Pháp Hòa nói theo cái bình thường đó. Thường thường mình là ở cái chức vụ gì nhiều mình phải khiêm cung, nhưng mà người nữ thì hay có cái tính kia. Hễ mà ở chỗ nào mình có chức quyền chút là bắt đầu mình hay lớn tiếng. Cho nên nhiều lúc người ta đến chùa người ta cũng hay phiền hà vụ bếp nút. Tại tay vô ta xin này cũng bị la, ta hỏi kia bị nạt đó. Đôi khi người ta cũng buồn. Cho nên ở đây không có phải là mình kỳ thị, nhưng mà mình tùy việc, tùy người mà giao việc, chứ không có kỳ thị. Tùy người mà giao việc. Nếu người đó có khả năng này, mình giao khả năng này. Thường thường á, người nam á, ít có cái chuyện gọi là ngồi lê đôi mắt, hay là ngồi nói chuyện bàn thảo, chứ không có học tới học lui chuyện của ai. Nhưng mà bản chất của người nữ thì nó khác. Đôi khi cũng dễ làm người khác buồn lòng. Thậm chí ở trong những vai trò lãnh đạo, đôi lúc người ta thích làm việc với các nam hơn là các nữ. Tại vì người nam dù gì cái tính tình cũng dễ dãi hơn, dễ xí xóa, dễ cho qua. Còn người nữ thì hơi chi tiết, bắt khoan nhặt chút. Cho nên cái vấn đề ở đây không kỳ thị, mà vì có những cái vấn đề như vậy cho nên ở những nơi mà cái gì quan trọng thì đa phần là người nam ở cái thế lãnh đạo. Còn nếu mình nói về nghiệp lực thì xưa giờ người nữ luôn luôn là ở một cái trạng thái là gì, núp bóng một cái đấng trượng phu, nương tựa vào một đấng khác. Cho nên mình ở cái thế đó thì tự nhiên nó thấy được cái đẹp của người nữ là thùy mị và nương tựa. Nói vậy thôi. Pháp Hòa ví dụ như bà Võ Tắc Thiên đi. Bà là một nữ hoàng đế, bà có quyền uy ở trên cung vàng điện ngọc đó. Nhưng khi bà trở về sau hậu cung, bà vẫn muốn làm một người vợ, một người mẹ bình thường. Chứ bà không thể nào đứng ở trước công quần chúng như thế mà về nhà bà cũng nói chuyện với chồng bà khanh lấy cái này cho trẫm. Thì về nhà thì bà cũng muốn chồng bà gọi bằng bà một cái từ của một người vợ dễ thương. Cho nên ở trong danh từ Việt Nam, khi mà mình muốn biểu lộ một người vợ hiền, mà hiền thục, mà có cái tài năng, mình gọi là hiền nội. Hiền nội. Thí dụ như người ta viết cuốn sách xong, người ta nói quyển sách này tôi muốn ghi nhận sự giúp đỡ của hiền nội.
là người ta biết ông này nói vợ ông đó. Rồi thậm chí ổng á mới là người kêu vợ ổng là hiền thê, chứ mình không có được gọi. Nói đây là hiền thê của anh này, hiền thê là cái tiếng để ổng gọi vợ ổng. Còn nếu mình muốn giới thiệu là đây là gì đó, à, bà xã hay là phu nhân gì đó tùy mình, nhưng mà cái chữ hiền thê là chính đương sự gọi vợ mình. Cho nên là người nữ không phải là trí thức kém, không phải là trí thức kém, nhưng mà dễ có những cái nghiệp sau lưng đó, sau một cái chức vụ gì đó. Mà để ý coi cái việc gì mà không thích là phải nói hoài. Có nhiều người có một cái nghiệp nói hoài không có buông. Còn nhiều khi người nam nó khác, xong việc rồi là người ta nói lần rồi có thể là xong, ta không có nhắc đi nhắc lại. Mà ngược lại, nếu một người nam nào mà tánh tình vậy đó thì người ta nói sao? Ta hơi nghi ngờ. Bởi vì người ta trong đầu người ta expect là người nam là không có tánh đó. Cho nên á, thưa đại chúng, có những người nữ nha, nhưng mà người ta gọi là tánh của trượng phu. Cho nên cái chữ trượng phu cũng không phải để dành cho một người nam lực lưỡng. Trượng phu là để biểu lộ một người có tánh tình, sống mà không cố chấp, sống biết vị tha, hỷ xả. Chứ không phải là những người cố chấp, không phải là những người gọi là to con lực lưỡng để gọi là trượng phu. Câu hỏi cuối cùng. Con có người chị ngồi thiền, trùm khăn che từ đầu và hết mình, trông thấy rất ghê sợ. Vậy thiền như vậy có đúng không? Em không biết có đúng không, nhưng mà cái thiền này không phải là thiền của đạo Phật. Vậy thôi. Mình không có quyền và cũng không dám nói ai đúng ai sai. Nhưng mà mình có quyền xác định cái này của mình hay là cái này không phải của mình. Nếu quý vị nào muốn tu thiền theo đạo Phật thì không có cái này. Còn nếu quý vị tu theo cái này thì không nên gọi cái này là thiền của Phật giáo, vì Phật giáo không có cái này. Vậy thôi, mình không dám nói ai đúng sai gì cả.